Cũng cảm ơn gia đình của cháu Bông đón tiếp, sắp xếp thời gian cũng đón tiếp gia đình chúng tôi đến những cháu Bạch Thị Thùy đến với gia đình mình nội dung thì cũng xin phép thưa chỗ anh chị. Thì em cũng xin phép đại diện gia đình kính thưa anh chị, gia đình của cháu Nguyễn Thành Huy hôm nay đến với gia đình là cũng để xin phép anh chị hôm nay ngày tốt thánh tốt, tức là cũng cao tuổi của cháu lớn và xin ơn tuổi cũng cao tuổi của cháu Nguyễn Thành Huy tốt. Gia đình á, họ hàng của cháu Huy cũng đến gia đình để xin hỏi cưới cháu Bông cũng như trao đổi việc cháu Huy là cháu Bông để đến với nhau trong cưới sắp đến. Trước khi á, cái nội dung mà trao đổi cụ thể, tôi cũng xin phép anh chị gia đình và giới thiệu những thành phần của họ hàng trong gia đình cháu Huy. Trên độ đây là cô Tư và ông Dượng của cháu. Dạ, cháu của cháu là thứ Tư là cô mà anh đi quay phim chụp hình này á, là cũng Dượng thứ Sáu. Đây là cũng cô Sáu. À, cũng cô luôn. Và bên ngoại của cháu Huy á thì cậu Năm đó, thì chắc cũng gia đình cũng biết á, cái cậu mặc áo xanh là cái cô hàng cũng là mợ của cháu, đồng thời á là chỗ Dượng cô Bảy, dì thứ Bảy, dì thứ Bảy, dì Út, dì Út của cháu, đây cũng giờ Dượng Út của cháu Huy đó, là cũng xin đại diện giới thiệu cho thành phần gia đình. Đại diện là bữa nay cũng đại diện thôi, tới chứ còn cái ngày mà tổ chức cưới đó thì nó cũng sẽ đầy đủ hơn, nên nó đại diện đến cũng để xin phép gia đình cũng như họ hàng ở nhà là cháu Huy ở gia đình chấp nhận là con rể cháu rể, cũng như gia đình bên của cháu Huy chấp nhận cháu Bông là con dâu, cháu dâu. Cũng xin phép, cũng xin phép với gia đình là hai á, bên á là cũng chấp nhận cháu á, hai cháu được xưng hô với nhau á, gia đình hai bên là cha là mẹ, để từ bữa nay, tức là từ hôm nay cũng xin phép là được hai cháu luôn bạn. Để ở chỗ cháu Huy yêu Huy là Bông để lấy tao đổi lại. Nói chung mình cũng trao đổi hơi sớm mà. Thôi là cũng được rồi. Đâu không được không, để cho chăm mình trao đổi ở đây tổng tổng chắc. Tức là ba ý kiến với em cũng xin phép ở chỗ cháu hai cháu. Em nói cho nó xong. Khi nào có cái gì ở gì á, thì phải nói là như vậy. Đừng nói là đã yêu là không cản được. Thứ hai là giờ mình thành Phật lớp một già rồi, ông cho nó cái lễ nó cho nó có không, nó quen nó ngọng ngọng nó nói lát chú lát làm y như tuôn ruồi vậy đó. Thôi bây giờ ngày là tháng tốt cái gì cũng được, là anh em mình trao đổi cái gì đó mình góp ý chứ mình muốn gọn. Rồi em cũng xin trao đổi thêm là mình xin phép hai họ đấy, hai cháu là kể từ hôm nay là được mình xưng nhau là cha mẹ đó, đồng thời á là đây là cũng là cái sự á mà
cháu nó, hai cháu cũng nguyện vọng mà nó tìm hiểu cũng hơn cũng gần 8 năm á, phải không anh chị? Cũng gần 8 năm già, quá giỏi quá lâu. Thì em cũng xin tình tình chỗ đó. Thì bây giờ thì giữa như hai gia đình á, anh em mình chỉ có việc là vun đắp tác hợp cho hai cháu và chúc cho cháu hai cháu hạnh phúc cho hai cháu thôi. Thì em cũng xin phép á, đại diện cho gia đình bên Cha Huy á, cũng trình bày và ở chỗ thống nhất luôn cái thời gian ngày giờ lễ cưới của cháu sắp đến, cũng như ngày ra mắt báo cáo họ hàng khai tộc. Thì em cũng xin phép trao đổi luôn cái ngày giờ, tức là sẽ làm ngày 9 tháng 3 âm lịch, tức là ngày 20 tháng 4 dương lịch. Ngày đó gia đình của họ hàng cháu Hy sẽ đến với gia đình cháu Bông. Mình sẽ làm lễ trình quả cưới, đồng thời coi như là báo cáo giữa hai họ cái ngày kết hôn của hai cháu. Sau cái ngày, sau thời gian đó của là cái thời gian ở gia đình mình xong, thì ở chỗ cha mẹ hai họ gia đình mình sẽ xuống chỗ khách sạn nhà hàng tiệc cưới Hồng Vinh lúc 10:30. Nói chung trong 8:30 của ngày mùng 9 tháng 3 là mình làm việc ở đây. Cũng trong ngày đó, tức là ngày mình làm việc ở đây xong, thì cỡ 10:30 mình hai gia đình cha mẹ bên gia đình và họ hàng xuống nhà tiệc cưới Hồng Vinh để mình đón khách mà hai bên gia đình mời, để cho đúng thủ tục là thì em cũng xin phép trao đổi với anh chị như vậy là ở chỗ bây giờ thời gian là 10:15 đóng khách. Thì cũng đồng nghĩa khi ở trên ở đây á, thì hai họ tức là cái ngày đó cũng trao quà tặng quà cho để chúc mừng hạnh phúc hai cha. Thì ở bên gia đình chẳng đi họ hàng cho đi cũng như là mình tổ chức cái đó, tức là người ta gửi quà để tặng vậy. Thì em cũng báo cáo cho anh chị biết rõ thông tin cái này mình trao đổi cho nó phù hợp như thế. Còn hôm nay thì em cũng xin mẹ Trang Huy cũng xin gửi cái tiền 20 triệu nộp tài để cho cháu mong lo trong cái việc trang phục là cái buổi lễ cưới cô sắp đến ở tại gia đình mình. Thì có cái gì để anh chị gửi, có cái gì để tập để cho công người đó nhận dòng để lên trả lời được mà nhận đi. Lại đó hai bạn cầm mấy tôi có dám cầm mấy đó đâu. Rồi được rồi, rồi gì đó thì là xong. Trong vấn đề ở chỗ thì ở chỗ gia đình mình có ý kiến gì trong vấn đề thiếu sót ở bên cháu Huy thì cũng xin chấp nhận và tha thứ. Đồng thời là em cũng xin một lần nữa cảm ơn gia đình là đón tiếp gia đình của cháu Huy nồng hậu và đầy thân thiện. Em cảm ơn và xin kính chúc sức khỏe của gia đình một lần chúc tốt đẹp nhất. Em cảm ơn. Bắt tay thôi thì cũng cảm ơn hai họ Nam. Ít nhiều gì mình đã nói là tóm lại là một gia đình kia bà nữa à, giới thiệu là ở nhà có ai có mà người thì thế này dễ hiểu lắm, dù là có quen biết rất lâu nhưng mà cái tình của nó vậy là hơn gần 8 năm, sao nó 10 năm không gặp mình. Hai đứa ở chỗ là hồi nãy á, giữa ba với ba bên ba với Bông với ba bên Huy thì có trao đổi không, có hai mặt tụi con. Đâu, thì cũng xin phép hai tụi ở gia đình bên hai bên hai là bên. Tụi con được phép cho gọi cha tận chưa gì chưa con phải nhớ thì đó là tụi con bên này thì hôm nay là hai cha mẹ hai bên họ hàng đã cho phép hai con gọi bà thống nhất như vậy thì những đứa con bắt đầu đó thì để sáng nào nó vui ra bên ngoài tới nhà đông mình.
lát kia cũng có lúc ba ông ba không biết làm một gì hết em gọi là ba đâu có nói vậy là kể từ hôm nay chứ không phải là chú là bác gì nữa nha như là ba bé tiểu đây con không à gửi các ông kia là sen ông dạ ông giờ ông đi uống nước nhìn tốt lại đi các con rồi nó thoải mái sống là nhóm nó đi gặp họ là ra xong lên cho mình về tiếp đi cho thằng bên ba đó. Mừng quá không biết đường nào đi hết rồi. Từ từ thôi, đi sao không? Từ từ. Rồi đứng đó đi con. Xài rốt lại cái nó xài cái quyền lãnh sự. Nó xài là tôi tốt nghiệp tôi xử. Cho nó bằng con mà. Công bằng á. Không có làm đâu của hai bên gia đình thì mình có cái nhiệm vụ và tạo kết hợp tạo cho hai cháu cái thành công thì đối chung tôi không dùng được cái từ là cũng nuôi mà các bạn là không luôn là bảo vệ ở đây là ngày giữa chúng ta gặp nhau bên hai gia đình thì cũng xin phép thì ở trường cái gì nó cũng có cái thời gian luôn thì bây giờ gia đình gái và trước đó và chấp nhận theo cái sự ý trao đổi hồi sáng thì bây giờ cũng gia đình bên của cháu Hà Thi bây giờ cũng nói công bố trước cái gia đình của cháu Bông là thời gian nó cũng có cái gì nó cũng có cái giới hạn bây giờ thì công việc sắp xếp thời gian thì vừa
gia đình tạo hạnh phúc, nhưng mà cũng sắp xếp được cái thời gian để mà hai cái gia đình chủ yếu là còn lời thuộc cái sản phẩm đời là họ hàng nữa. Thì cũng trước hết gia đình của cháu đi, tôi đại diện cho gia đình của cháu đi, đại diện thay mặt cho họ hàng gia đình cháu đi xin biết là để ra đời, ra đời. Và trước khi ra đời, chúng tôi cũng xin đại diện cảm ơn sự bố thí lòng đồng hiền đầy thiện cảm của gia đình cháu bó với cả gia đình chúng tôi. Xin phép được ra đời rồi hẹn gặp lại vào ngày 9 tháng 3, tức là ngày 20 tháng 4 âm âm dương lịch. Quay YouTube mà quay làm đó. Và lúc đó chúng ta là một cái sự gắn kết luôn luôn báo cáo với gia tộc, báo cáo với tổ tiên. Thì bây giờ gia đình chúng tôi cũng xin phép ra về. Trước khi ra về, chúng tôi cũng xin chúc lời chúc phúc đẹp nhất đến với gia đình của cháu mong mong, cũng như tên trong giấy tờ thì cháu Kim Vương đó. Như vậy là chúng tôi cũng phải xin cảm ơn cái sự biết và lòng nhiên nhất tiếp đầy sự thiện cảm. Chúng tôi xin đại diện cho gia đình cháu thành thi một lần nữa cảm ơn và chúc chúc gia đình một lời chúc phúc đẹp đẹp. Xin chào. Thay mặt gia đình bên đàn gái, chúc gia đình mạnh khỏe, hãy cho mình em trên mọi nơi luôn. Và mong gia đình thông cảm, chắc chắn là sẽ có nhiều thiếu sót, nhưng mà mong gia đình thông cảm. Thank you.
cái